Chào các bạn đến với video tiếp theo của mình nhé. Nay là năm mới, đầu xuân năm 2020. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ, mạnh khỏe các bạn nhé. Nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một chú chó đỏ hồng cộc. Chú chó đỏ đây là xích ở tại ngay Bắc Hà. Con này rất là đẹp và giống được nhé. Gần và xem ông bác này là rất ác. Đấy. Giữ nhà rất là tốt, mình cũng không dám đi qua đâu. Còn một vài con nữa nhờ đằng sau đây, xích ở ngoài này. Đèn này rất là ngoan. Đây, con này kéo người kinh luôn. Đấy. Hai con đực tất rồi bác. Không, con lấy giống. Nào lấy giống mà để em con đấy. Giống thì khó, không lấy được. Được chứ. Nhà với nhà nó... Làm gì? Vẫn lên chứ. Bà còn rất là ngoan này. Nhảy tưng bừng rồi. Con kia thì là con mẹ. Anh bảo 7 triệu chưa bán rồi đây. Không, con này đây, con này lửa. Ngoan mà người khác không sợ được đâu. Mình không dám sợ. Con kia không đánh dấu lãnh thổ luôn. Không nói cho ăn, nhưng mà hai con này nó khác luôn. Con này gọi là gì bác? Hai con này anh xích. Nhưng con này bác gọi tên là gì? Con này á? Ừ. Lửa. Lửa lửa. Tên là lửa luôn, con này đen thì gọi là mực luôn. Lửa lửa. Lửa lửa là cháy. Lửa. Này có thả được không bác? Trước vẫn thả, nhưng mà bây giờ thả trong cái phố tình cầy đó. Này cũng là giống luôn nhỉ. Này hồi nhỏ thì lông đẹp lắm. Đúng rồi. Nhìn lông đẹp này. Cái thời gian bây giờ nó thay lông thời gian lâu lâu rồi. Này, không cắn nhau. Không phải đâu, chó nhà. Sợ con này nhỏ quá. Con này á? Con này thì giống nó là gì? Giống dế. Dế nhưng hơi xù. Con đấy đẹp mà. Con cẩn thận. Con đấy con mực con này đẹp luôn. Con này nhìn ngoan mà. Rồi. Hôm chủ nhật vừa rồi cũng có một con y xì đến như con này. Đen nhưng mà không xù. Con này không xù. Con này cũng không phải xù mà lông nó bé. Dài. Ừ. Lông mượt nhỉ, nhìn đẹp nhỉ. Hồi bé nó xù nhá. Lông mượt. Cứ nhìn kẻ từ đuôi đầu thì nó đẹp này mà. Được chó nhỉ. Con này mà xù quá đẹp luôn. Xù như con này này, đẹp. Con này quả như tôi tải ra này. Con này già lắm rồi nhỉ. Cháu thấy mắt nó trăng trăng, mắt đây rồi. Con này hiền lắm. Mình về mình mong câu là nó lớn. Video mình kết thúc tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ấn đăng ký và ấn like, ấn nút chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.